Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trước những ý kiến trái chiều về việc bà Phương Hằng dùng những từ ngữ gay gắt và có phần phản cảm để phanh phui, để phê phán trực tiếp nghệ sĩ Hoài Linh, ông Võ Hoàng Yên cùng một số nghệ sĩ khác cũng được nêu tên trong những live stream của bà Phương Hằng. Thì nay cái sự việc đó cũng đã tạm lắng xuống rồi. Hôm nay tôi với cương vị trung lập là một khán giả lâu năm thích xem hài, yêu ca nhạc, cũng sẽ gửi tới quý vị và khán giả những cảnh quay đẹp về khu nhà thờ tổ nghiệp 100 tỷ nổi tiếng của Hoài Linh. Và nhân đây cũng xin phép có đôi điều để chúng ta cùng bàn luận một cách khách quan về sự việc sau khi sự việc cũng đã tạm lắng xuống. Thì trước tiên này, tôi và các bạn chắc cũng nên nhớ lại một câu rằng những gì người khác cho chúng ta thấy chính xác là những gì họ muốn chúng ta thấy. Thì ngay cả tôi và các bạn cũng vậy, trong những lần đi chơi hay là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng thế. Những gì mà chúng ta đăng tải lên mạng xã hội, những mặt mà những góc nhìn mà chúng ta đăng lên, đó là những cái góc nhìn mà chúng ta muốn người khác thấy. Những nghệ sĩ cũng vậy, đi diễn đối với tôi đó là một nghề để kiếm tiền. Nghệ sĩ muốn được kiếm được nhiều tiền thì ngoài có tài năng, tâm huyết, sự cố gắng thì họ cần có sự nổi tiếng, cần những hình ảnh đẹp, cần được khán giả yêu thích thì họ sẽ thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền hơn. Doanh nhân thì có chút khác. Thì ban đầu họ chỉ là những người lái buôn, làm ăn nhỏ rồi cứ dần dần như vậy. Đến khi họ có một cái lượng tài sản lớn, khi họ có động thái làm việc gọi là việc công ích xã hội ấy, đáng chú ý thì mọi người sẽ biết tới họ. Cái yếu tố đầu tiên mà tôi muốn nói ở đây cũng là một cái yếu tố mà ở trên kênh truyền hình An Ninh TV cũng đã từng nói. Đó chính là cái căn bệnh lười xin lỗi của nghệ sĩ. Cái từ xin lỗi ở đây chúng ta phải hiểu rằng đó là xin lỗi thành tâm, chứ không phải là xin lỗi kiểu đối phó và biện minh. Chắc chúng ta cũng đã biết rằng Hoài Linh cũng đã có những cái video clip đăng tự ông ấy quay phim và tự ông ấy đăng tải lên mạng xã hội là ông ấy xin lỗi về việc chậm trễ trong cái việc phát tiền cứu trợ cho người dân. Nhưng mà vấn đề là trong cái câu xin lỗi này thì lại kèm theo là lý do này, lý do kia, lý do A, lý do B. Thì thực sự mà nói chúng ta cũng đều biết là trong khoảng thời gian dịch đó, thì trước đó có một khoảng thời gian không có dịch thì như ca sĩ Thủy Tiên hay là rất nhiều người dân ở các vùng miền khác, họ có thể tập trung, họ có thể tạo ra những cái nhóm người thiện nguyện đến để hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn ở miền Trung. Nhưng Hoài Linh xin lỗi nhưng lại kèm theo cái lý do là vì thế này, vì thế kia. Thì đó là một câu tôi đánh giá rằng là một cái sự biện minh chứ không phải là xin lỗi. Như chúng ta, ví dụ chúng ta ngày xưa đi học muộn, chúng ta lại bảo thầy em đi học muộn vì em bị thủng xăm, vì em bị gặp cái này gặp cái kia, thì đấy là một lời giải thích, một lời biện minh chứ không phải là xin lỗi. Chúng ta phải nhận ra cái lỗi của mình thì mới sửa sai được. Thì ngay cả tôi và cộng đồng mạng nghe xem hài Hoài Linh cũng rất khá là hay đấy, và chúng ta cũng rất là muốn tha thứ cho Hoài Linh. Nhưng mà để được tha thứ thì ông ấy phải biết tự nhận lỗi, thẳng thắn và khắc phục lỗi lầm của mình, chứ không có được quanh co bịa đặt lý do này rồi lý do khác, toàn những lý do vớ vẩn, những lý do mà có thể rằng Hoài Linh nêu ra hoặc là do lính tráng của Hoài Linh tung lên mạng. Tức là mỗi người nghệ sĩ họ đều có những cái đơn vị làm truyền thông nhá, tôi khẳng định với các bạn như vậy. Cái suốt ngày biện minh như thế thì làm sao mà tha thứ nổi. Thì tôi hy vọng rằng nhân đây trong giới nghệ sĩ phải hiểu những cái lỗi của mình, nhận lỗi một cách thẳng thắn để có được một cái cộng đồng mạng, một cái cộng đồng nghệ sĩ nó trong sạch hơn, nó đẹp hơn. Hay có một cái câu mà tôi từng nghe đó chính là thanh lọc nghệ thuật. Và một vấn đề tiếp theo mà tôi muốn trình bày, muốn trao đổi với các bạn, đó chính là một câu nói của một nghệ sĩ đã công khai nói rằng không có nghệ sĩ làm từ thiện thì ai cứu dân. Câu nói đó là tôi không thể chấp nhận được, một câu nói bố la bố tét. Câu mới nói câu thứ như thế có nghĩa là nghệ sĩ giống như là một cái đấng thần thánh gì đó đi cứu dân ấy. Xin lỗi, nghệ sĩ cũng là dân thôi. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, nghệ sĩ không hề làm từ thiện, tôi khẳng định luôn. 14 tỷ không phải của nghệ sĩ bỏ ra đồng nào hết, mà là của các mạnh thường quân người ta đưa tiền cho ông ấy. Tức là ví dụ như các bạn là mạnh thường quân, các bạn muốn ủng hộ cho người nghèo, muốn cứu trợ, muốn hỗ trợ người dân đang gặp thiên tai khó khăn. Nhưng bây giờ các bạn không thể tự tay đến đó được. Thì bây giờ có một nghệ sĩ, có một người nào đó mà các bạn tin tưởng, mà các bạn tin tưởng bấy lâu nay, các bạn sẽ gửi tiền cho người ta. Ví dụ 10 người, mỗi người 100 triệu, có được 1 tỷ và đấy, ông đem đến giùm tôi cái. Đấy là ông ấy làm những công việc, cái giá trị của ông ấy là ông ấy giúp những mạnh thường quân đem tiền đến để hỗ trợ người dân được.
Thì đó là người những các mạnh thường quân làm từ thiện nhá, chứ không phải nghệ sĩ làm từ thiện, không phải nghệ sĩ cứu dân, tôi khẳng định với các bạn như vậy. Thì nếu như các bạn là người ở vùng các cái vùng thiên tai ấy, ở đợt vừa qua, thì các bạn sẽ biết rằng trong những đoàn xe thiện nguyện đến với người dân, đến hỗ trợ người dân, thì tôi khẳng định với các bạn, các đoàn xe của nghệ sĩ dưới 5% tất cả các đoàn xe tự phát nhé, chứ tôi không nói đến, chưa có đề cập đến các đoàn xe của nhà nước, dưới 5%. Nhưng tại sao các bạn toàn nhìn thấy xe nghệ sĩ? Tại vì sao? Tại vì người dân thường, ví dụ như tôi có một ông anh ở Bình Dương ấy, nhóm người làm ăn của ông ấy là gom lại, mỗi người góp đồng tí là được khoảng gần 500 củ. Công đi 3 cái xe bán tải, mỗi cái xe chở 3 người, còn đâu là chở vật dụng. Và họ đem tiền tới các xã để cứu trợ. Không ai biết hết, chỉ có chúng tôi, chỉ có những người, chỉ có họ biết và người dân biết. Còn nghệ sĩ mà đi một phát là có nguyên một đội truyền thông đi theo, chụp hình, ôi nghệ sĩ đang đi cứu dân này, khó khăn vất vả. Như ca sĩ Thủy Tiên là người ta bỏ cái công sức người ta ra, người ta phân phát lại tiền của các mạnh thường quân, chứ không phải là nghệ sĩ Thủy Tiên bỏ toàn bộ số tiền đó ra. Thì đương nhiên là người ta có bỏ công, bỏ sức, bỏ tâm huyết, và đương nhiên người ta phải bỏ cả tiền vào những cái chi phí đi lại. Các mạnh thường quân người ta gửi tiền cho nghệ sĩ bởi vì tôi nghĩ có một lý do rằng là nhiều người đang nghĩ rằng chúng ta gửi tiền vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1 triệu thì đến tay người dân liệu có được 500-600 ngàn hay không, hay là mấy cái ông trung gian nó đớp mất rồi. Thì tôi khẳng định với các bạn luôn là 10 người thì sẽ có 1-2 thằng nó đớp mất tiền cứu trợ của dân, nhưng mà vẫn còn 8-9 người làm việc rất ok, làm việc không có chuyện ăn bớt tiền cứu trợ của dân, tôi khẳng định với các vị như thế. Nhưng mà thường dư luận mà cái xấu thì người ta cứ nêu ra, ví dụ bắt được một ông ăn chặn tiền cứu hộ, tiền cứu trợ thì người ta cứ xe nhau, thế rồi thành một cái điều tiếng là cứ đóng tiền ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì các ông quan là ông đớp hết. Nên tôi nghĩ là không có cái chuyện đó đâu, nó ít lắm, nên tôi nghĩ chúng ta nên đóng tiền vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì sẽ tốt hơn. Còn chúng ta ví dụ như bây giờ tôi khẳng định, ví dụ bây giờ tôi về làng xóm gom cho tôi 14 tỷ bảo tôi đi đến Quảng Bình đi cứu trợ đi, thì tôi mua được gói mì tôm, cái thùng mì tôm 100 ngàn, mì tôm hảo 100 với giá chừng 50-60 ngàn, thì tôi làm cái lít hóa đơn, đây là thùng mì tôm 500 ngàn, nói chung tôi làm một cái lít hóa đơn nó dài, thế tôi xin rất dễ. Nếu trường hợp là xin ở nơi yêu cầu có thuế thì tôi lại giã cho người ta cái tiền thuế, tức là mua hóa đơn ấy. hoàn toàn tôi có thể có được những hóa đơn khống như thế. Tôi đem một cái đống hàng của tôi mua 50 triệu, tôi đến một xã tôi bảo đây tôi chúng tôi quyên góp và hỗ trợ xã mình với phần quà trị giá 200 triệu, thì cán bộ xã ôi không được, đây có 50 triệu, sao anh bảo 200 thôi mà. Tôi mua không biết tôi mua bị đắt hay sao ấy, không biết bây giờ anh có lấy hay không, nếu anh lấy anh xác nhận cho tôi, còn nếu anh không lấy thì để tôi đem về, tôi lại đem đi xã khác. Thì lúc đấy vì cái sự khó khăn của người dân lúc đó đang cần sự hỗ trợ, sự trợ giúp từ mọi người, thì tôi nghĩ rằng cán bộ xã nên nhận. Thì đấy gọi là cái đạo đức của người đi làm từ thiện, đi phân phát từ thiện. Nếu đạo đức không tốt thì sẽ có chuyện đó. Chúng ta đừng có tin vào, tôi khẳng định luôn các bạn đừng có tin vào những cái giấy tờ, những cái kê khai, những cái kê khai tài chính, giấy tờ bằng chứng. Nó không đúng đâu. Bây giờ ví dụ như bây giờ các bạn đưa, đấy gọi là cái chuyện ăn bớt ấy, kê khai khống ấy. Chúng ta chỉ nên tin khi nào người đó là người có đủ tâm, có đủ đạo đức. Thì đây cũng chính là lý do tại sao chúng ta lại hay đi sâu vào đời tư của những người nghệ sĩ. Có người cũng bảo rằng là chúng ta có quyền gì mà chúng ta khai thác đời tư của họ. Đúng, thực sự chúng ta không có quyền khai thác đời tư của họ. Ví dụ đời tư của tôi và các bạn, không ai có quyền khai thác hết. Tôi ở trên Hà Nội, tôi chơi bời cờ bạc gái gú lô đề, đây là việc của tôi. Tôi có tiền thì tôi chơi, tôi không có tiền thì tôi nợ. Mà không nợ được thì tôi không đi chơi, tôi ăn chơi kệ tôi. Nhưng tôi ăn chơi như vậy, đến khi tôi về tôi lại mặc một chiếc áo bà ba, đi một đôi dép lào, đeo quàng cái khăn rằn trên người, nhìn rất là chân chất, về nhà ăn nói lịch sự, rồi đi tuyên truyền với bà con rằng là các bà con hãy cho tôi vay mỗi người 5 triệu, 10 triệu, em đang đi làm ăn, em đi giúp người này, giúp người kia. Thì người trong xóm, trong xã tôi nhìn thấy tôi như thế, ồ thằng này hiền lành nhỉ, ăn đồ mặc áo bà ba, đồ nhìn rất là hiền lành, chất phác, thằng này tin tưởng được, thôi đóng tiền cho nó, góp tiền cho nó để nó đi làm cái này làm cái kia. Nhưng có một thằng bạn tôi, nó biết
cuộc sống của tôi ở trên Sài Gòn là một người ăn chơi. Khi nó về nó phải bàn, nó phải nói với làng xóm biết. Nó phải đem cái đời tư của tôi ra, đem cái cuộc sống tôi ra người ta nói, nó nói cho làng xóm biết. Đấy là trách nhiệm của nó. Tại vì sao? Tại vì tôi đang có dấu hiệu lợi dụng hình ảnh, lợi dụng lòng tin, tạo ra hình ảnh đẹp, tức là có dấu hiệu lừa đảo rồi. Đấy là một cái loại lừa đảo. Đó, tôi dùng cái chiếc áo bà ba mặc nhìn đi chơi, về làng tôi đi chơi tôi cũng mặc áo bà ba, đi đâu tôi cũng mặc áo bà ba, đi đâu cũng đi đôi dép Lào hoặc là đôi dép tổ ong, nhìn cho nó chất phác, nhìn cho nó mộc mạc. Thì khi đó là người ta có quyền đào sâu vào cuộc sống của tôi, xem thằng này là thằng ăn chơi cờ bạc lô đề như thế nào. Người ta phải bàn chứ, tại vì tôi đang có dấu hiệu để lừa người ta, lừa người dân, thế là dấu hiệu lừa rồi. Cho nên cái câu chuyện mà chúng ta nên tìm hiểu kỹ về đời sống của những người mà chúng ta tin tưởng, để chúng ta xem là có nên tin tiếp hay không. Thì cái việc mà khai thác hoặc đời tư của những nghệ sĩ mà đang có ảnh hưởng tới xã hội thì không có gì là sai cả. Và cũng thêm một vấn đề nữa về cái lòng tin. Thì cũng chính vì người khán giả chúng ta đang rất là tin tưởng những người nghệ sĩ nổi tiếng, thì cho nên hình như là cái dịp Covid vừa rồi nó khiến nhiều người thu nhập giảm quá, cho nên đi nhận những cái tiết mục quảng cáo, những cái hợp đồng quảng cáo bố láo bố toét, hợp đồng quảng cáo sai sự thật, nói luôn là như thế, sai sự thật. Bởi vì quảng cáo nhận được tiền, nhưng mà lại đã từng có nghệ sĩ nói rằng là quảng cáo thì phải được nới quá chứ, chuyện đó chuyện bình thường mà, vậy thì nghệ sĩ nó bố láo luôn. Bởi vì sao? Quảng cáo thì có quyền nới quá, đúng rồi. Nhưng khi một người nghệ sĩ nổi tiếng, một người nghệ sĩ được sự yêu quý của người dân, của khán giả mà nói thì rất dễ chiếm được lòng tin. Khán giả chúng ta rất dễ tin. Vì thế nên nghệ sĩ phải tìm hiểu, phải quảng cáo đúng, hoặc là có lố thì lố tí thôi. Giống như anh Quyền Linh, anh ấy nhận lỗi của anh ấy. Anh nhận lỗi rất là thẳng thắn. MC Quyền Linh rất là thẳng thắn. Tôi xin lỗi bởi vì tôi đã không tìm hiểu về sản phẩm đó trước khi quảng cáo. Thế thôi. Anh Quyền Linh ấy nhận lỗi một cách thẳng thắn. Rõ ràng là chúng ta xác định đúng là ông ấy nhận lỗi rồi. Ông ấy xác định đúng lỗi của ông ấy và sau này ông không như thế nữa. Thì chúng ta nên tin tưởng và trân quý những người nghệ sĩ như thế. Chứ còn nghệ sĩ mà đi cãi lại bảo là quảng cáo thì có quyền nói láo. Đúng rồi, quảng cáo có quyền nói láo. Nhưng mà các ông là nghệ sĩ, các ông đang được người khán giả tin tưởng thì các ông không được nói láo. Như thế là các ông đang lợi dụng lòng tin để lừa khán giả. Vậy thì khán giả nên cạch mặt những nghệ sĩ như thế đi. Và đối với tôi, những người như thế không gọi là nghệ sĩ, mà tôi gọi tên đấy thôi. Ở trong video clip này chắc các bạn thấy rằng là tôi chỉ có quay về cái nhà thờ 100 tỷ này thôi, cái nhà thờ của Hoài Linh thôi, chứ tôi không có sử dụng những hình ảnh khác của các nghệ sĩ hay là của bà Phương Hằng vào trong video clip của tôi. Tại vì tôi không có thích sử dụng hình ảnh của người khác trong video. Nhưng mà sắp tới đây tôi xin phép được sử dụng một đoạn clip ngắn ở trên Internet để nói về một luận điểm, đó chính là chắc các bạn cũng đang thấy trong video này là nhà thờ này là nghề nhà thờ này tôi không có kiến thức về tôn giáo, nhưng mà nhà thờ này rõ ràng là nó mang hơi hướng của Phật giáo và thờ cúng nhiều hơn. Nhưng mà thực tế thì hình như là chúng ta có biết được rằng nghệ sĩ Hoài Linh, ông Hoài Linh là ông đi theo đạo Công giáo, ông đi theo Công giáo, nhưng mà ông ấy làm cái nhà thờ này thì rõ ràng nó không đúng với tín ngưỡng, không đúng với tín ngưỡng của bản thân ông ấy. Thì trên Internet cũng có lan truyền một đoạn clip như thế này. Thì trong video clip nhỏ mà các bạn đang xem ở góc phải bên dưới màn hình thế này, thì tôi cũng không khẳng định rằng là cái việc hầu đồng này có diễn ra bên trong nhà thờ này không, có thể là ở nơi khác. Nhưng mà Hoài Linh rõ ràng là người lên đồng, thầy cúng, nhưng mà lại theo đạo Phật. Cái này là tôi thấy vấn đề tôn giáo là nó có sự mâu thuẫn này. Thì cái này rõ ràng tôi và các bạn thì không có ấn tượng tốt về cái hình ảnh như thế này. Một lần lên đồng chắc cũng kiếm được vài chục tỏi, vài trăm tỏi đấy chứ không ít đâu. Các bạn cứ thấy ở trong cái clip phát lộc những cục tiền nó to thế cơ mà. Thôi cái vấn đề này tôi xin phép không bàn, tại vì nó hơi phản cảm. Tôi xin phép không bàn nữa, tôi chuyển sang vấn đề khác. Tôi phải khẳng định rằng là tôi rất trân trọng những người kiên định, luôn luôn có suy nghĩ bảo vệ những người mình yêu quý,
thì các bạn yêu quý Hoài Linh thì các bạn cứ bảo vệ đến cùng thôi. Cứ đúng hay sai chúng ta nên bảo vệ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái yếu tố này nên áp dụng cho người nhà, gia đình, bố mẹ, vợ và bạn bè thân thiết, những thằng bạn đã từng giúp đỡ mình lúc khó khăn hoạn nạn ấy. Sai thì mình vẫn phải bảo vệ người ta đúng. Ra đường thấy thằng bạn mình bị đánh, nó sai rành rành, người ta đánh nó, mình vẫn đánh bọn kia bình thường, mình vẫn phải bảo vệ nó. Thì các bạn nên sử dụng, nên áp dụng cho người thân thiết của mình thôi. Chứ đừng áp dụng kiểu mà nó không phân biệt phải trái. Chúng ta chỉ yêu quý ở trên họ trên một hình ảnh gì đó, mà họ sai chúng ta vẫn cứ bảo là đợi pháp luật lên tiếng. Vấn đề pháp luật này lát tôi sẽ nói với các bạn. Thì có nhiều người cũng nói rằng là 14 tỷ có đáng để chú Hoài Linh đánh đổi sự nghiệp không mà mọi người lại nghĩ xấu cho chú ấy. Hay kể cả như một luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, cũng đã từng nói là nếu Hoài Linh chiếm đoạt 14 tỷ thì anh ấy đã cao chạy xa bay lâu rồi. Thì tôi xin thưa rằng là thứ nhất, nếu là để bán sự nghiệp ấy, thì chắc chắn Hoài Linh không bán. Nhưng lợi dụng niềm tin để chiếm đoạt hay là lợi dụng vốn thì khác. Nếu thành công không ai phanh phui thì tiền vẫn được chén mà sự nghiệp thì vẫn còn đó. 14 tỷ chứ còn đến 30 tỷ hay 100 tỷ khẳng định là Hoài Linh không bán sự nghiệp và cũng không ôm cái số tiền đó để cao chạy xa bay. Bởi vì các bạn nhìn thấy đấy, riêng cái nhà thờ này thôi đã 100 tỷ tiền đất và tiền xây, 100 tỷ bất động sản. Rồi những cái show diễn hay những cái tài sản khác, tài sản vô hình và tài sản hữu hình, nhiều ông phải cỡ 200-300 tỷ chứ không ít đâu, tôi nghĩ như thế. Chứ chẳng lẽ bây giờ ông ôm 14 tỷ hay ôm 50 tỷ rồi ông đi sống chui sống lủi cả quãng đời còn lại ở nước ngoài. Đấy, thì rõ ràng những câu hỏi đặt ra như ông luật sư ấy và những người kia về là 14 tỷ có đáng hay không ấy, thì tôi nói những câu hỏi, những cái câu nói là những câu nói thiện cận dành cho những đứa bé mới tập nói thành công ấy. Thì hãy nên hỏi những câu như thế. Có những người đi cướp giật một cái điện thoại chỉ khoảng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, thậm chí 10 triệu đi. Thì các bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi rằng họ đi trộm, đi cướp những cái vật có giá trị như thế, nó có đáng để đánh đổi cái nhân cách của họ không? Rõ ràng nhân cách không đánh đổi được, nhưng mà khi họ không bị bắt thì họ vẫn là một công dân tốt. Họ vẫn thực hiện những vụ cướp, những vụ trộm cắp sau đó. Chuyện đấy bình thường mà, các bạn phải hiểu vấn đề đấy chứ. Đấy. Thì cái vấn đề mà các mức độ thần tượng của nhiều người nó hơi bị quá đáng. Thì các bạn phải hiểu rằng là như khi nãy tôi vừa nói đấy, diễn hài nó chỉ là một nghề để kiếm tiền thôi, hay doanh nhân đi như là doanh nhân đi kiếm tiền mà thôi. Doanh nhân thì họ phải kiếm tiền trước rồi họ mới được nhiều người biết tới rồi nổi tiếng vì cái độ giàu có của họ. Còn nghệ sĩ thì phải tạo hình ảnh bề ngoài trước rồi mới nhận được show diễn để kiếm tiền. Sau khi họ nhận được những hợp đồng làm đại diện thương hiệu thì họ phải giữ hình ảnh của họ. Đời sống của họ thế nào không cần biết, nhưng những cái họ bộc lộ ra ngoài cho thiên hạ, cho chúng ta thấy ấy, là phải là những hình ảnh đẹp. Thì do đó những hình ảnh mà mọi người thấy tất cả chỉ là những gì họ muốn chúng ta thấy. Cái vấn đề mà muốn đem cá mắm để đi ăn lúc đi lưu diễn nước ngoài thì cứ mang đi vào hộp bình thường thôi. Chuyện đấy bình thường mà, tại sao lại phải giấu vào cặp quần rồi để quay clip lén, để tạo cho một người đến quay clip rồi đăng tải để thể hiện sự mộc mạc. Hình ảnh tôi thấy nó lố quá. Ông thích đem ăn thì không đem ăn mắm bình thường như vấn đề gì đâu. Tại sao lại phải giấu diếm diếm ra vẻ là mình là người ấy, rồi lại mặc áo bà ba đi quẩy, đi lên sàn nhảy cũng mặc áo bà ba, đi hát karaoke cũng mặc áo bà ba, nhảy Vina Hay cũng mặc áo bà ba. Thì chuyện đấy lợi dụng hình ảnh tôi thấy cực kỳ phản cảm. Còn một vấn đề nữa mà các bạn nói là có nghệ sĩ đã từng nói rằng là khán giả là một lũ vô ơn, không biết ơn. Bởi vì Hoài Linh đã từng cống hiến cho sự nghiệp rồi, cống hiến cho hài Việt Nam chứ, lấy đâu ra mà cống hiến? Đấy là đi diễn để kiếm tiền, diễn hay thì tiền nhiều, diễn dở thì tiền ít, hoặc là không có tiền. Ở đây không có cống hiến gì hết ấy. Cống hiến tức là mang lại giá trị nhân văn cho xã hội. Nhưng nghệ sĩ hài miền Bắc trước đây ấy, mà tôi thấy thì mới là có nhiều người cống hiến, ví dụ như nghệ sĩ Xuân Hinh, chú Xuân Hinh hay chú Phạm Bằng. Những tiếng cười mà kèm theo những giọt nước mắt, những tiểu phẩm hài châm biếm những tiêu cực và những cái xấu của xã hội, hay những tiểu phẩm hài cảm động rơi nước mắt, ví dụ như tiểu phẩm nổi tiếng mà chúng ta biết đó là Người Ngựa Ngựa Người của chú Xuân Hinh chẳng hạn. Còn hài miền Nam và hài miền Bắc, kể cả hài miền Bắc bây giờ cũng thế, thì tiếng cười nó mang tính chất thị trường, nó gây cười bằng những cái tình huống lố, những lời lẽ thô tục hay những hành động khiến người xem ngượng quá được cười. Ví dụ như có một cái tiểu phẩm hài của một nghệ sĩ ấy. À, con nói mẹ đi con. Mẹ. Con nói má đi con. Má. Đấy là những cái thô tục và lợi dụng những cái âm điệu như thế
để khiến cho người ta cười. Cái đấy là tôi thấy nó thiếu văn hóa lắm. Không biết các bạn nghĩ như thế nào. Còn nói đến vấn đề pháp luật mà khi nãy tôi có đề cập ấy, chúng ta nên nói về Võ Hoàng Yên. Hay Võ Hoàng Yên làm tôi nhớ đến ông gì ở Nam Huỳnh Đạo, Nam Huỳnh Điện Giật ấy. Thì những người này cho chúng ta nghĩ rằng họ làm ra những điều phi thường. Nếu đó là phi thường sự thật ấy, rõ ràng thì không những nhà nước Việt Nam mà còn quốc tế cũng phải thán phục. Nhưng có ai tin vào ông võ sư Võ Huỳnh Hâm, Huỳnh Đạo kia không? Rõ ràng ai cũng biết đấy là hoang đường, gây rối dư luận, gọi là một nỗi nhục cho võ thuật Việt Nam. Nhưng pháp luật lại thờ ơ đứng ngoài. Lý do của sự việc này là không có văn bản pháp luật, không có nghị định thông tư nào quy định hay là xem xét hay là cụ thể hóa về xử phạt hay xem xét cái tình huống này cả. Ngay cái như ông Võ Hoàng Yên cũng tuyên bố láo như vậy thôi, nhưng pháp luật không trị được, tại vì đó là nó cũng chưa có rõ ràng về trong các thông tư nghị định. Chỉ có những người làm việc trực tiếp thân thiết với Hoài Linh mới biết rõ. Như bà Hằng và ông Dũng Ho Lò Vôi đấy, ông đã từng tin tưởng và từng bị lừa tiền. Cái số tiền đó không có là gì so với họ, so với cái tài sản của họ nó không có là gì, nhưng họ tức cái thứ nhất, và cái thứ hai là họ phải lên tiếng để bảo vệ cho những người khác khỏi bị lừa lọc của Võ Hoàng Yên. Và trong cái đường dây này thì tôi khẳng định theo cái quan điểm của tôi, ông Hoài Linh ông ấy có vai trò cực kỳ quan trọng trong đường dây lừa đảo này. Ông là người tổ chức, ông là người lăng xê và ông là người đi theo thân thiết như thế, không thể có chuyện ấy không biết. Mà ngay như Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã nhận sai một cách gián tiếp, tức là trước đây đã từng mời ông Hoàng Võ Hoàng Yên về ở huyện gì hay là xã gì đấy để chữa bệnh, rồi sau đó cấp bằng khen, nhưng đến bây giờ 100% những người bệnh đó không một ai khỏi bệnh hết. Thì bây giờ chính quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ông đã thu hồi bằng khen, thu hồi giấy khen đối với ông Võ Hoàng Yên rồi. Nhưng bây giờ cái sự việc của ông Võ Hoàng Yên dường như mọi người đã lắng xuống, nhưng đấy rõ ràng là những cái sự lừa đảo, tôi khẳng định luôn. Bởi vì pháp luật đã có một cái nó là mừng tính tương đối thôi. Có những cái thì nó phạm pháp ở đất nước này nhưng không phạm pháp ở đất nước khác. Nó cứ vi phạm vào cái nghị định, thông tư nghị định về các văn bản pháp luật thì đấy là phạm pháp, còn nếu không vi phạm vào thì nó không phải là phạm pháp. Chưa phải là phạm pháp và cơ quan nhà nước chưa có căn cứ để làm việc. Đấy, sự việc Linh 14 cũng vậy. Nghị định 64 năm 2008 ấy, đã có nhưng mà chưa có quy định rõ ràng, chế tài rõ ràng để áp dụng. Cho nên là hiện nay chính phủ cũng đang có soạn thảo về nghị định về vấn đề kêu gọi hỗ trợ và phân phát tiền hỗ trợ người dân. Có tội phạm thì mới sinh ra công an, có hình thức tội phạm thì mới sinh ra điều luật. Các điều luật, nghị định được soạn thảo sau khi có các hình thức tội phạm mới. Còn những hình thức tội phạm, những hình thức tội phạm mới thì cần phải có những nghị định để có xử lý sau này. Nên là pháp luật rất là khó can thiệp vào, chỉ có nhận thức và tình người mới có thể phán xét được cái sự việc Linh 14 này. Mà nhân video clip này thì tôi cũng xin kêu gọi các quý vị và các bạn, tôi đang có một cái chương trình đi tìm đến những mảnh đời bất hạnh để mang lại ánh sáng cho họ. Nên là các bạn hãy quyên góp tiền hỗ trợ vào số tài khoản 0381 890000 5555 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi sẽ đến đấy và tôi sử dụng tiền của mọi người để phân phát và cứu giúp những mảnh đời bất hạnh nha. Nếu các bạn mà quên á, thì chắc là Covid cũng đang còn dài dẳng, chắc chừng 5-2 năm không hết Covid thì chắc đến cúm gà, cúm vịt. Chắc vì lý do đó nên tôi cũng chưa có đi làm được, nên tiền đấy tôi cứ bỏ vào ngân hàng. Một tháng tôi có nhẹ nhẹ 100 triệu. Còn khi nào mà có kèo làm ăn thì tôi lại lấy cái sổ tiết kiệm đấy tôi thế chấp vào ngân hàng, tôi vay ra 14 tỷ thôi để làm ăn. Còn anh nào muốn cần tôi xác nhận là tôi có gửi có ngân hàng có 14 tỷ trong ngân hàng hay không thì tôi đã vay ra 13 tỷ rồi, nhưng tôi đi đến ngân hàng để xin xác nhận, ngân hàng vẫn sẽ xác nhận cho tôi rằng ông này đang có một số tiết kiệm trị giá 14 tỷ, vẫn đem ra công chứng bình thường, mượn ngân hàng để công chứng bình thường. Thì đấy, nhân đây thì cũng xin quý vị và các bạn hãy tin tưởng tôi, hãy gửi tiền cho tôi vào số tài khoản đó 0381 890000 5555 ở ngân hàng Vietcombank. Và chúng ta trở lại với vấn đề hiện nay thì có quá nhiều vấn đề để chúng ta bàn luận. Thì video clip này cũng hơi dài, tôi xin phép được tạm dừng video clip tại đây để tránh mất thời gian của quý vị và các bạn.
thì sẽ tôi tin tưởng rằng sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, sẽ có những ý kiến những bạn đồng tình với những ý kiến của tôi, có những bạn phản đối và có những người góp ý thêm. Thì tất cả mọi người hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment để chúng ta cùng bàn luận. Nếu cần thiết thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện ở một video clip sau. Còn bây giờ tôi xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Kênh YouTube này thì tôi nói về các công trình cầu đường, các lĩnh vực giao thông, xây dựng công trình giao thông là chính. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để nhận thông báo về các video clip sau. Và các bạn đừng quên bấm like video này nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.